Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Yến. Em chào chị, bình thường em phải cột tóc cao khi đi học cho gọn gàng, nhưng đến khi đi chơi lại muốn điệu một chút. Vậy chị có thể tư vấn cho em một kiểu tóc nào vừa năng động nữ tính lại nhanh chóng tạo kiểu được không ạ? Thì nếu như bình thường bạn đi học bạn đã có cột cao thì Phương Linh nghĩ là đi chơi để có thể năng động nữ tính thì mình cũng được, nhưng mà mình không cần phải cột cao, mình cột thấp thấp rồi mình lọn cái phần tóc của mình vào bên trong để nó tạo được cái độ uốn tóc như này, hoặc là bạn có thể xõa rồi mình đeo nơ, đeo băng đô chẳng hạn, như thế là rất là phù hợp với lứa tuổi của mình mà cũng trang trí cho cái tóc của mình nó không bị đơn điệu nữa.